Thì mình nghĩ là học cấp học gì cũng được, miễn là bạn thi tiếng Pháp thật là giỏi và thi tiếng Anh thật là giỏi. Thạc sĩ cũng là một lựa chọn không tồi. Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel của Thu. Có nhiều người bình luận ở trên video của Thu hỏi là nên học những ngành gì này, hay học chương trình hay là cấp học gì ở Canada để có thể định cư dễ dàng hơn. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng tính điểm CRS score uh, trong những trường hợp mà chúng ta chọn những cấp học khác nhau nhé. Bộ di trú của Canada thì có một trang web như thế này, Comprehensive Ranking System, CRS Criteria, cho Express Entry. Thì ở trong trang này người ta sẽ giải thích những yếu tố được cộng điểm. Rồi nếu như các bạn kéo xuống dưới thì các bạn sẽ thấy được kỹ hơn là ở trong những yếu tố nào thì sẽ được bao nhiêu điểm. Nhưng mà để dễ nhất thì các bạn nên đến trang web này. Nó là cái Calculator. Để phù hợp cho mục đích ngày hôm nay thì mình sẽ chia ra làm 5 phần tính điểm và tương đương với là 5 cấp chương trình học. Nhưng mà hầu hết các câu hỏi thì mình sẽ trả lời giống nhau để cho chúng ta được thấy là khi mà những yếu tố giống hết nhau thì cấp học nào là tốt nhất cho chúng ta. Câu hỏi đầu tiên về marital status của bạn tức là bạn đã kết hôn hay gì chưa thì mình sẽ chọn là never married single. Vì mình nghĩ khán giả của mình chủ yếu là những người trẻ mà mới học xong muốn sang Canada học tiếp rồi làm việc và định cư. How old are you? Bao nhiêu tuổi thì mình sẽ chọn là 25 tuổi. Vì coi như là học xong hết rồi và đi làm một năm thì là 25 tuổi. À, bây giờ người ta hỏi đến cấp học cao nhất của chúng ta. Thì đầu tiên là mình sẽ chọn two year program at a university college trade or technical school or at the institute. Cái này nghĩa là chúng ta học những cấp cao đẳng hay là đại học nhưng mà chỉ học chương trình học kéo dài 2 năm thôi. Và coi như là chúng ta học ở Canada. Người ta đang hỏi về mô tả về cái chương trình học ở Canada của bạn. Thì vì chúng ta đã chọn 2 năm ở bên trên thì bây giờ chúng ta sẽ phải chọn one or two year diploma. Coi như chúng ta thi IELTS General Training được 7 chấm ở tất cả các môn. Bây giờ chúng ta sẽ coi như là chúng ta chưa có tính Pháp. Tí nữa mình sẽ tính thêm cả tính Pháp để cho mọi người được thấy là học tính Pháp có lợi như thế nào nhé. Coi như chúng ta mới ra trường, mới đi làm việc được một năm. Một năm ở Canada và chưa đi làm, chưa có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam. Mình sẽ trả lời đây là không có, không có chứng chỉ à, đi làm những công việc tay nghề. Vì mình nghĩ đa số khán giả của mình là không phải học ngành tay nghề và LMIA thì mình sẽ trả lời là không có. Bình thường thì nhà tuyển dụng sẽ không cho chúng ta LMIA đâu, nhưng nếu mà bạn được công ty của bạn quý thì người ta có thể sẽ hỗ trợ làm LMIA cho. Và chúng ta cũng không có nomination certificate chứng chỉ được uh, tỉnh bang chọn và coi như là chúng ta không có người thân ở Canada. Bây giờ mình sẽ tính điểm. Kéo xuống dưới như các bạn thấy là chỉ được 399 điểm thôi. Bây giờ thì mình sẽ đổi những cái cấp học để cho chúng ta thấy là điểm sẽ khác biệt như thế nào. Cấp học của chúng ta bây giờ cao nhất sẽ là bằng cử nhân nhé. Và vẫn là học ở Canada. Thì chúng ta sẽ đổi câu 4C thành bằng cử nhân hoặc là diploma kéo dài 3 năm. Sẽ tính điểm lại. Đã lên được 436 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đổi tiếp một lần nữa. Đây là trường hợp mà bạn đã có diploma hoặc là bachelor's degree. Tức là bằng cử nhân hoặc là cái bằng diploma của cao đẳng. Xong rồi sau đó bạn sẽ học thêm một chứng chỉ postgrad, một hoặc hai chứng chỉ postgrad. Thì chúng ta sẽ chọn chỗ này. Two or more certificates, diplomas or degrees. One must be for a program of three or more years. Tức là trong những cái chương trình mà bạn đã học sau cấp 3 thì phải có một chương trình kéo dài 3 năm hoặc hơn. Và ở câu 4C thì mình sẽ coi như là bạn đã học một cái chứng chỉ postgrad, một hoặc hai cái chứng chỉ postgrad ở Canada. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại đi tính điểm tiếp đã lên được 453 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ chọn thử master degree tức là bằng thạc sĩ. Lựa chọn này còn áp dụng cho những cái bằng mà để hành nghề bên này ở trong những cái uh, profession những cái nghề nghiệp như sau là làm về thuốc hay là làm thuốc thú y, làm nha sĩ, bác sĩ khám mắt, làm luật hay là làm uh, chiropractor, những cái người mà trị uh, bệnh về uh, cơ bắp xương khớp à? hoặc làm dược sĩ. Yeah, câu 4 c giờ chúng ta sẽ trả lời là degree diploma or master's professional degree. Bây giờ tính lại điểm. 475 rồi. Rồi chúng ta sẽ xem thử cấp tiến sĩ luôn. Câu 4 c thì mình vẫn sẽ chọn là master's professional or doctor degree này. Nhưng mà câu 4, 4A thì sẽ chọn cấp tiến sĩ PhD. Bây giờ chúng ta tính điểm. 490 điểm Bây giờ học tiến sĩ nhưng mới chỉ được 490 điểm Mà trong khi dạo gần đây thì người ta lấy số điểm thấp nhất Cho phần general tức là phần chung chung mà không có ngành nghề Không có nhóm nhân lực cần thiết nào cả Thì đã là 525 điểm rồi Nói chung là hơn 500 điểm Vậy chúng ta làm sao để có thể định cử Canada đây Thực ra khi các bạn dùng cái máy tính để tính điểm CRS này Thì các bạn có thể thấy được là Có rất nhiều câu hỏi chúng ta có thể lấy thêm điểm Ví dụ như nếu bạn thân với nhà tuyển dụng về công ty của bạn thì bạn có thể nhờ chủ làm hộ cái LMIA và khi mà có cái thư LMIA đấy thì bạn sẽ được cộng thêm 50 điểm nếu bạn làm trong những ngành quản lý mà ở trong diện tier 0 hay là 00 thì bạn sẽ được cộng 200 điểm nếu của LMIA hoặc là bạn có thể làm thêm 1-2 năm nữa để lấy khoảng 2-3 năm kinh nghiệm thì sẽ thì cũng sẽ được cộng điểm thêm ngoài ra thì khả năng ngôn ngữ người ta đánh giá rất là cao tại thì mình đang để tất cả những cái kỹ năng ở trong môn tiếng Anh là 7 chấm. Nhưng giả sử như listening và reading của bạn lên được 8 chấm đi. Để sẽ tính lại điểm. Khi bạn học cấp tiến sĩ thì bạn được 507 điểm. Và tương tự như vậy khi mà có điểm IELTS cao như thế này thì học thạc sĩ sẽ được 492 điểm. Học hai cái bằng thì sẽ được 470 điểm. Nếu chỉ học bachelor, học cử nhân hoặc cao đẳng thôi thì chỉ được 465 điểm. Và nếu mà học một ngành cao đẳng mà chỉ kéo dài 2 năm thì được 428 điểm. Nếu bạn có điểm IELTS cao hơn thì càng tốt. Ngoài tăng điểm tiếng Anh thì bạn cũng có thể suy nghĩ học tiếng Pháp và thi tiếng Pháp. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời rằng chúng ta có tiếng Pháp và chúng ta đã đi thi kỳ thi TEF Canada. Mình sẽ chọn ở mức giữa giữa để chúng ta xem thử sẽ được tăng bao nhiêu điểm. Speaking 310 Listening 249 Thực ra mình chưa thi kỳ thi này bao giờ Nên mình cũng không biết cái này là Ở giữa giữa hay là cũng khó Nhưng mình chỉ chọn Option thứ tư từ trên xuống Và Bây giờ chúng ta sẽ tính điểm Đây là đăng cấp học thạc sĩ Thì bạn sẽ được 569 điểm lận Khi bạn học thạc sĩ thì sẽ được 554 điểm Khi bạn học hai chứng chỉ sẽ được 532 điểm khi chỉ học một chương trình cử nhân hoặc là 3 năm ở cao đẳng thì sẽ được 527 điểm và khi bạn học chương trình cao đẳng 2 năm thì sẽ được 490 điểm. Nên tính ra khi mà bạn biết tiếng Pháp như thế thì sẽ được tăng tận 62 điểm. Và ngoài ra thì gần đây Canada rất cần nhân lực biết tiếng Pháp. Như mình đã cho mọi người thấy ở video trước thì dạo gần đây Canada đã gửi thư mời nộp thẻ xanh cho rất nhiều người biết nói tiếng Pháp, khoảng 10.000 người trong đầu từ đầu năm trở lại đây. Và cái điểm CRS người ta cần cho cái diện biết tiếng Pháp này rất là thấp luôn ấy, chỉ hơn 300 điểm. Nên mọi người hãy cân nhắc học tiếng Pháp. Tóm lại thì để trả lời câu hỏi là chúng ta nên sang Canada học ngành gì, chương trình gì hay là cấp học gì thì mình nghĩ là học cấp học gì cũng được miễn là bạn thi tiếng Pháp thật là giỏi và thi tiếng Anh thật là giỏi. Nhưng thực sự thì khi mà bạn mới học xong cấp 3 thì bạn nên sang đây học từ 3 năm trở lên. Nhưng nếu mà bạn đã học cao đẳng hay là đại học ở Việt Nam rồi thì sang đây bạn nên làm postgrad certificate từ 2 năm hoặc là hai hai chương trình học kéo dài một năm tức là tổng cộng lại là hai năm tại vì ở những cấp học đó thì bạn phải học hai năm thì mới được post graduation work permit kéo dài ba năm để cho bạn có thể đi làm sau khi tốt nghiệp còn nếu mà bạn sang đây học dưới 2 năm thì bạn sẽ chỉ được cấp post graduation work permit kéo dài bằng thời lượng học của bạn thôi nếu mà bạn có thể học cao hơn nữa thì học thạc sĩ thì thạc sĩ cũng là một lựa chọn không tồi tại vì mới gần đây canada đã đổi chính sách là kể cả khi mà bạn học thạc sĩ một năm thì bạn cũng sẽ được cấp Post Graduation Work Permit 3 năm. Thế là bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền bạc. Ở Canada thì dạo gần đây có rất là nhiều chương trình thạc sĩ chỉ kéo dài 1 năm, tức là 3 kỳ, 12 tháng thôi. Những link ngày hôm nay thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nha. Các bạn hãy dùng cái máy tính CRS Calculator đó để tính điểm trong trường hợp của các bạn. Và nếu chưa đủ điểm thì các bạn có thể lựa chọn những câu trả lời khác để xem chúng ta cần cố gắng ở đâu. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Bye bye mọi người!